ứng nghiệm hai lời tiên tri của một nữ tu công giáo, chân phước Elena Aiello, tiên đoán chính xác về cái chết của chùm phát xít Ý và chiến tranh tại Ukraine. Thánh Long Vlog mến chào cộng đoàn. Chân phước Elena Aiello, sinh năm 1895, mất năm 1961, là một nhà thần bí người Ý. Nữ tu được ơn thị kiến và nhận năm dấu Thánh Chúa Giê-xu. Những lời tiên tri của sơ về sự tử đạo trong tương lai của một vị giáo hoàng và sự trừng phạt liên quan đến một cuộc động đất lớn lao, cũng như cái chết của chùm phát xít Đức được nhiều người loan truyền bởi nó đã xảy ra. Năm 2011, sơ được Đức Giáo Hoàng Benedict XVI phong chân phước. Thánh lễ phong chân phước đã diễn ra ngày 14 tháng 9 năm 2011 tại Calabria, Ý, quê hương của sơ Elena Aiello. Do Đức Hồng Y, Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh chủ tế. Vào tháng 3 năm 1922, khi đang cử hành kinh nguyện 13 ngày thứ 6 của Thánh Francisco Paula, sơ Elena đã nhận được các dấu thánh của Chúa. Từ đó, dấu thánh của sơ bị chảy máu mỗi ngày vào thứ 6 của tháng 3, đặc biệt là vào ngày thứ 6 tuần thánh. Sơ cũng trải qua kinh nghiệm đau đớn và ơn tiên tri, biết trước nhiều sự việc. Năm 1928, cùng với Gina Maza, sơ Elena thành lập dòng tiểu muội Chúa Giê-xu Kitô khổ nạn, để tôn vinh sự khổ nạn của Chúa và để trợ giúp tinh thần và vật chất cho người nghèo. Sau đây là những lời tiên tri của sơ mà khiến nhiều người sửng sốt. 1. Lời tiên tri về cái chết nhục nhã của chùm phát xít Ý. Trong số những lời tiên tri của mình, sơ Elena tiên đoán chính xác sự kết liễu bi thảm của Benito Mussolini, nhà độc tài người Ý bị xử bắn ngày 28 tháng 4 năm 1945. Ông ta bị bắt khi cố gắng trốn khỏi nước Ý bằng cách cải trang thành một người lính Đức. Trước đó, sơ Elena nói, bạn có nhớ khi bạn hỏi tôi điều gì sẽ xảy ra với Dusi hôm 7 tháng 7 và tôi đã nói với bạn rằng, nếu ông ấy không giữ sự hợp nhất với Đức Giáo Hoàng, ông ấy sẽ có một kết liễu tồi tệ hơn cả Napoleon. Tôi lặp lại cùng những từ đó với bạn bây giờ là, nếu Dusi không cứu nguy nước Ý bằng cách làm tất cả những gì mà Đức Thánh Cha đã nói và đã làm với ông ấy sẽ bị ngã gục nhanh chóng. Benito Mussolini, tức Dusi II, là nhà lãnh đạo phát xít Ý từ năm 1922, lần đầu tiên là thủ tướng và sau khi nắm quyền độc tài vào năm 1925. Vào tháng 6 năm 1940, ông đưa đất nước bước vào Thế chiến thứ hai theo phe của Đức Quốc xã do Adolf Hitler lãnh đạo. Cái chết của nhà độc tài Mussolini xảy ra vào ngày 28 tháng 4 năm 1945. Trong những ngày cuối cùng của Thế chiến thứ hai ở châu Âu, khi ông bị một đảng phái Ý hành quyết tại ngôi làng nhỏ Giuliano di Mezzera ở tại miền Bắc của nước Ý, hai ngày trước khi Adolf Hitler tự sát. Xác chết của Mussolini và người tình Petacci được đưa đến Milan và để lại tại một quảng trường ở ngoại ô Piazzale Loreto để một đám đông giận dữ xúc phạm và lạm dụng thể xác. Sau đó, chúng được treo ngược từ một dầm kim loại phía trên một trạm dịch vụ trên quảng trường. Các xác chết bị đánh đập, bị bắn vào và bị đánh bằng búa. 2. Lời tiên tri của chân phước Elena. Nước Nga sẽ xâm chiếm toàn châu Âu, chết chóc tràn lan địa cầu. Cũng giống như những lời tiên tri khác, đặc biệt là lời tiên tri về bí mật Fatima, chân phước Elena đã nhìn thấy trước những sự thống khổ và tử đạo của một vị giáo hoàng. Biến cố về nước Nga. Và như hiện nay, chúng ta thấy cuộc chiến của Nga đã xảy ra tại Ukraine và có nguy cơ trở thành thế chiến thứ ba. Cùng xem các thị kiến của chân phước Elena. Sau khi nói xong thì Chúa Giê-xu biến đi, rồi Đức Mẹ Maria hiện ra với tôi. Mẹ mặc áo màu đen với 7 lưỡi gươm đâm thâu qua mẫu tâm vô nhiễm Đức Mẹ. Mẹ đến gần hơn và với vẻ đau buồn, với nước mắt chan hòa trên đôi má, mẹ nói với tôi rằng: con hãy lắng nghe cho rõ và tiết lộ cho mọi người rằng mẫu tâm vô nhiễm mẹ rất buồn vì những sự đau khổ xảy ra cho một thế giới bị băng hoại.
công lý của Thiên Chúa Cha bị xúc phạm nặng nề. Con người sống trong tội lỗi vô luân. Cơn thị nộ của Thiên Chúa đang gần kề. Sắp tới đây, cả thế giới bị thương tích với những sự hư hoại, những cuộc cách mạng đẫm máu, những trận bão tố, những cơn gió xoáy khủng khiếp và những cơn lụt lội của nước và biển cả. Con hãy khóc to lên cho đến khi các linh mục của Chúa nghe được tiếng nói của mẹ, để rồi họ khuyên loài người vì giờ của Chúa gần kề. Nếu loài người không trở về với Chúa với những lời cầu nguyện và sự thống hối, thì thế giới sẽ bị chao đảo với một trận chiến mới và khủng khiếp hơn. Các vũ khí giết người sẽ hủy diệt mọi người và mọi quốc gia. Những kẻ độc tài của trái đất, những kẻ thù trong hỏa ngục sẽ phá hủy các nhà thờ và xúc phạm đến Chúa Giê-xu Thánh Thể và sẽ phá sạch những gì thân thương nhất. Con người đã và đang xúc phạm đến Thiên Chúa quá nhiều. Nếu mẹ cho các con thấy tất cả những tội lỗi mà mọi người phạm trong một ngày, thì các con sẽ chết vì đau đớn. Đây là một thời kỳ đáng sợ. Thế giới hoàn toàn hỗn loạn bởi vì thời kỳ này còn tồi tệ hơn thời kỳ lụt đại hồng thủy. Chủ nghĩa vật chất thống trị, hòa bình đang ở trong tình trạng hiểm nguy. Cơn roi đòn giống như một đám mây đen đang di chuyển trên đầu nhân loại. Chỉ có quyền năng của mẹ là Thiên Chúa mới có thể làm cho cơn bão tố ngừng lại. Tất cả nhân loại như đang treo trên một sợi chỉ mỏng manh sắp đứt. Khi mà sợi chỉ đứt thì công lý của Thiên Chúa sẽ đánh ụp trên thế giới và thi hành bản án một cách đáng sợ. Chúa sẽ thanh tẩy mọi sự. Tất cả các quốc gia sẽ bị trừng phạt đích đáng vì tội lỗi của họ. Hiện nay tội lỗi giống như một con sông đầy bùn đang chôn vùi trái đất. Quyền lực của ma quỷ đang sẵn sàng đánh mạnh mẽ đến từng vùng của trái địa cầu. Các biến cố khủng khiếp đang chờ đợi xảy đến trong tương lai. Trong nhiều lần và nhiều cách, mẹ đã cảnh báo thế giới. Các nhà lãnh đạo các quốc gia cần phải hiểu tầm quan trọng của những nguy hiểm này, nhưng họ từ chối hiểu rằng điều cần thiết nhất cho tất cả mọi người là thực hành cuộc sống chân thật của Kitô hữu để tránh cơn roi đòn sắp chuẩn bị giáng xuống trên nhân loại. Ôi, mẫu tâm vô nhiễm, mẹ thật là đau đớn và như bị tra tấn vì mẹ thấy nhân loại đang bận rộn với mọi sự mà hoàn toàn không chú ý đến bổn phận quan trọng nhất của họ là làm hòa với Thiên Chúa. Thời gian không còn bao xa nữa mà cả thế giới sẽ bị khốn đốn. Máu sẽ chảy ra nhiều, kể cả máu người công chính, người vô tội cũng như máu của các vị linh mục thánh thiện sẽ đổ ra. Giáo hội sẽ chịu đau khổ rất nhiều và sự hận thù sẽ leo thang đến mức tối đa. Những lời tiên tri về cuộc tự đạo của một đức giáo hoàng làm cho người ta nghĩ rằng đức giáo hoàng sẽ chết. Khi nói về vị giáo hoàng kế vị, thì Trần Phước Elena dùng cách nói giống như cách diễn tả giấc mơ của Thánh John Bosco về hai cột đá. Đấng kế vị đức giáo hoàng sẽ leo lái con thuyền trong một cơn giông tố để hướng dẫn giáo hội trong thời kỳ hiện xuống thứ hai. Bỗng dưng đức giáo hoàng bị thương. Những người ở chung quanh ngài đã nâng đỡ ngài và vực ngài lên. Lần thứ hai, khi đức giáo hoàng bị tấn công, ngài rớt xuống và chết. Những kẻ thù của ngài hét lên vui mừng vì chiến thắng và họ dùng những lời chế nhạo không thể kể hết được. Nhưng khi đức giáo hoàng chết thì có một người khác kế vị ngài ngay lập tức. Những người có trách nhiệm lập tức gặp gỡ nhau và chọn một vị giáo hoàng khác thật nhanh để khi loan tin vị giáo hoàng chết thì cùng một lúc cũng có tin một vị giáo hoàng mới được bầu chọn. Những kẻ chống đối bắt đầu cảm thấy nao núng. Vị tân giáo hoàng chiến thắng kẻ thù và mọi trở ngại. Ngài leo lái con thuyền đến giữa hai cây cột lớn và ngài nghỉ ngơi giữa hai cây cột ấy. Ngài hành động nhanh chóng với một dây xích nhẹ nhàng cột từ chiếc neo, đó là Chúa Giê-xu Thánh Thể, và một dây xích nhẹ khác, đó là Đức Trinh Nữ Maria. Ngày 16 tháng 4 năm 1954, Đức Mẹ Maria nói: giờ của công lý, Chúa đã gần kề và sẽ rất khủng khiếp. Những roi đòn sẽ xảy ra cho thế giới và trên các quốc gia. Sẽ có những nạn dịch tễ, đói kém, động đất, gió xoáy, lụt lội do sông và biển gây ra. Và những điều ấy mang lại sự hủy diệt và chết chóc.
Nếu con người không nhận ra lòng Chúa thương xót và không trở về với Chúa, không sống cuộc đời người Kitô hữu tốt lành và chân thật, thì sẽ có một trận chiến kinh khủng xảy đến từ phương Đông sang phương Tây. Nước Nga với những lực lượng quân đội bí mật của họ sẽ đánh với nước Mỹ và sẽ lật nhào châu Âu. Dòng sông Nin chảy qua Hà Lan, Đức và Thụy Sĩ sẽ đầy ngập những xác người và máu đào. Nước Ý cũng sẽ bị một cuộc cách mạng lớn gây ra đau khổ và Đức Giáo Hoàng sẽ đau khổ vô cùng. Còn hãy giao truyền lòng sung kính mộc tâm vô nhiễm mẹ Maria để cho nhiều linh hồn được chiến thắng bởi tình yêu của mẹ và nhiều kẻ tội lỗi được trở lại với mẫu tâm mẹ. Con đừng sợ vì mẹ luôn đồng hành và bảo vệ những con cái trung thành của mẹ và những ai chấp nhận những lời cảnh báo khẩn thiết của mẹ. Những ai đặc biệt cầu nguyện bằng chuỗi kinh Mân Côi thì sẽ được cứu thoát. Thông điệp ngày 22 tháng 8 năm 1960. Satan sẽ đem đến sức mạnh của hắn để làm cho thế giới này mất quân bình. Nhưng bởi vì mẫu tâm vô nhiễm mẹ mà sự toàn thắng của ánh sáng sẽ không trì hoãn. Mẹ sẽ chiến thắng quyền lực của bóng tối và cuối cùng thì thế giới sẽ có yên tĩnh và hòa bình. Nguồn: Hội Dòng Đa Minh Thánh Linh.net và tổng hợp.